Xin chào em, trong video ngày hôm nay thầy giới thiệu là một câu vận dụng cao của thể tích của eChop, và bài này chính là bài liên quan đến giá trị lớn nhất của cái thể tích khối tứ diện. Cái bài này người ta cho khối tứ diện ABCD có cạnh AB bằng A, tất cả các cạnh còn lại là bằng 2 căn 3. Tìm x để thể tích khối tứ diện ABCD đạt giá trị lớn nhất. Thế thì giải quyết câu này chúng ta sẽ làm sao này? Chúng ta trước tiên là vẽ hình nha. Ta vẽ hình. Rồi. Khối tứ diện ABCD, chúng ta vẽ hình nhỉ, ABCD. A, B, C, D, ok. Nên đứt đây. Rồi. Đây tất cả các cạnh đều bằng 2 căn 3, còn AB thì bằng x. Chỗ này chúng ta bằng x này. Đây. Cái này có độ dài bằng x. Ok. Cái còn lại là bằng 2 căn 3. Tất cả đây 2 căn 3. Mình cái này 2 căn 3. Rồi tất cả các cạnh 2 căn 3 trừ cạnh AB rồi. Như ta thấy như sau này. Ta gọi CD là bằng CD tam giác ACD và BCD đều là tam giác đều, đúng không? Đều có cạnh bằng 2 căn 3. Thế bây giờ chúng ta gọi Y là trung điểm đi, chúng ta lấy trung điểm đây, ví dụ đây trung điểm này. Đó, trung điểm. Nối vào thì ta thấy như sau này, cái tam giác đây, tam giác A đây, đây điểm Y đi, điểm Y của ta, ok trước nhá. Rồi thì thấy này, cái thằng AI nó chính là đường cao của tam giác đều ACD, BI cũng là đường cao của tam giác đều BCD. Đó. Hay nói cách khác, là ông này là CD sẽ vuông góc với AI, CD sẽ là gì? Vuông góc với BI. Vì vậy, CD sẽ vuông góc mặt phẳng A BI, đúng không nhỉ? Chúng ta viết trình bày nhá, chúng ta sẽ hình dung này. Ta gọi Y này. Gọi Y là trung điểm của CD. Rồi thì lúc này ta sẽ có là CD vuông góc với thằng AI, CD vuông góc với thằng BI. Vì sao? Thì vì các tam giác ACD và BCD đều là tam giác đều. Do đó ta thấy CD này vuông góc với mặt phẳng ABI. Rồi. Hay nói khác, hai mặt phẳng ABI vuông góc với mặt phẳng BCD. Vậy ta kẻ AH vuông góc với BI. Kẻ AH đi. Vuông góc với BI. Đấy. Đây, chúng ta kẻ AH vuông góc với BI đây. Vuông góc. Rồi. Chỗ này chúng ta là nét điện liền đây. Rồi. Đó, đây điểm H. Vậy ta kẻ
AH vuông góc BI thì ta sẽ có là AH vuông góc với thằng nào? Với BCD. Xong. Về thực chất thể tích V của cái thằng nào? V của ABCD chính là bằng 1 phần 3 là AH nhân với cái thằng diện tích tam giác BCD. Thế diện tích tam giác BCD, tam giác BCD là tam giác đều, tam giác BCD đều. Nên suy ra diện tích tam giác BCD sẽ bằng gì? Bằng 1 phần 2. Chúng ta có công thức là nếu tam giác ABC cạnh A đều tại cạnh A này, ABC này, ABC đều cạnh A thì có phải diện tích là bằng thế? Bằng bao nhiêu? A bình căn 3 trên 4. Được chưa nhỉ? Thế đây người ta thấy A bình thực ra là 1 phần 2 A bình. A bình tức là bằng 2 căn 3 bình căn 3 trên mấy? Trên 2, đây 1 phần 2 rồi mà. Đó, thì ta tính được diện tích này. Và thằng này là hằng số này, trong một số cụ thể hằng số. Vì vậy thằng V này, V này, A, B, C, D là lớn nhất đúng không? Max. Khi nào? Khi thằng AH max. Được chưa? Cái AH max. Vậy tìm AH max khi nào thôi? X bằng bao nhiêu? À, x bằng bao nhiêu thì AH thằng max. Thế ta thấy như sau này. À, ta thấy như sau. Ta thấy cái tam giác ABI là tam giác cân tại Y. Tam giác cân tại Y đúng không? Tam giác cân tại Y. Bởi vì AI bằng gì? AI thì bằng BI là đường cao trên tam giác đều đúng không? AI BI, AI cân tại Y. Thế ta vẽ cái tam giác này ra, ta sẽ tìm như sau này. Bây giờ ta chỉ cần tìm AH theo X thôi, đúng không nhỉ? Tìm AH theo X, chúng ta khảo sát cái hàm đấy là ok. Rồi ta vẽ cái tam giác Y AB nhá, IAB này. Đây ta vẽ cái tam giác đây. Đây tam giác cân. Đây Y đây. Đây là A, đây là B. Đây. Đây là AH này. AB là X này. Rồi thằng này sẽ là vuông góc đây thì đây là trung điểm này. Ví dụ đây là M đi. Ok. Thì ta thấy này, cái thằng AH nhân với thằng BI thì bằng gì? Bằng IM nhân với cái thằng nào? AB. Đó. Vì sao thì chúng ta sử dụng cái diện tích tam giác? Diện tích tam giác thì bằng 1 phần 2 AH nhân với BI hoặc cũng bằng 1 phần 2 IM nhân với AB. Vậy chúng ta rút ra được cái biểu thức này. Đúng nhỉ? Thế IB thì bằng cái gì? IB là bằng AB mà là đường cao trong tam giác đều cạnh 2 căn 3, mà đường cao trong tam giác đều cạnh A là A căn 3 trên 2. Vì vậy thằng kia nó chính là A là 2 căn 3 nhân với căn 3 chia 2. Vậy thì nó bằng mấy? Nó bằng 3. Vậy thì nó bằng 3 này. Đấy, cạnh này nó bằng 3 này. Cái này bằng 3 này. Ok. Thế thì lúc này ta tính được IM. IM bao nhiêu? IM bằng căn bậc 2 của thằng nào? Thằng IA bình trừ đi AM bình. Được chưa? Và bằng bao nhiêu đây? Căn bậc 2 của 3 bình, đúng không? 9 trừ đi thằng này là x trên 2 tất cả bình, tức là x bình trên 4. Rồi. Quy đồng lên thì sẽ bằng là căn bậc 2 của 94 30 6 trừ đi x bình chia cho 2. Rồi. Đấy, đấy là IM. Vậy ta sẽ có này. AH đúng không? Ta đang tìm mối quan hệ AH. Vậy từ đây suy ra là AH bằng gì? AH bằng IM nhân với AB chia cho thằng nào? Chia cho thằng BI. Đó, BI. AM bao nhiêu?
IM bao nhiêu đây? IM đây. Căn là 36 trừ x bình chia cho 2 nhân AB. AB là bao nhiêu? AB thì bằng x. BI. BI là 3 chia cho 3. Ok chưa? Vậy đây nó chính là bằng gì? Căn bậc 2 của 36 trừ x bình nhân với x chia cho 6. Vậy ta tìm x bằng bao nhiêu đấy để cho nó gì? Cho AH max đúng không? Vậy thì AH max khi bằng nhiêu? AH max khi x bằng bao nhiêu thì đấy chính đáp số của chúng ta. Đến đây chúng ta sẽ có thứ nhất, nếu làm tự luận thì chúng ta sẽ làm nào? Chúng ta khảo sát cái hàm này. Trên trắc nghiệm thì chúng ta có thể gì? Dùng chức năng table để chúng ta tìm thì tìm max đại x bằng bao nhiêu, hoặc chúng ta nhập cái hàm này vào, thay bốn cái đáp án này vào ABCD, xem cái đáp án nào có gì, có cái thằng AH này max lớn nhất thì ta chọn. Chúng ta sẽ có các cách đây, chúng ta sẽ sử dụng này. Đây, máy tính. Ok, máy tính này. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhập cái hàm vào, chúng ta chỉ cần nhập cái gì biểu thức trên này thôi, còn chia 6 thì kệ nó, thằng là đặt max thì chia 6 đặt max thôi. Nhập luôn cái hàm căn của 36 trừ x bình nhân với x. Ok. Rồi ta can thôi. Can này. X bằng 2 căn 3, 2 căn 3. Đóng ngoặc bằng 12 căn 2, 12 căn 2 là 16,9, đáp án A là 16,9 này. 16,9 chưa? 97. Xem đáp án B. Căn đáp án B là căn 10. Căn 14 bằng căn này 17. Lớn hơn chút rồi. 17,54. Tiếp tục IC 3 căn 2 18, lớn nhất đây rồi, 18. Tiếp tục căn 6 là 13. Đấy. Đây là 13. Vậy đương nhiên đáp án là gì rồi? Là C rồi. Đáp án C chúng ta rồi. Đấy đây. Đấy, đáp án C. Ok, rất là đơn giản thôi. Hoặc chúng ta dùng table thôi. Table thì chúng ta cho chạy. Được chưa? Chạy thì chúng ta sẽ tìm được cái max tại x bao nhiêu. Đấy, thông thường như vậy. Trong những bài mà nó cho x thì chúng ta sẽ làm này, can nó sẽ rất là nhanh. Vậy đáp án ta là C. Được chưa nhỉ? Một cái bài min max liên quan đến thể tích khối tứ diện. Đấy, hay nói chung là giá trị lớn nhất thì min max của thể tích. Thì bài này là trong một cái câu 50 của đề thi giữa kỳ của trường, của một cái trường mà thầy cũng nhớ rõ lắm đúng không nhỉ, của một cái trường mới thi thôi. Đấy. Thì đây là cái câu 50. Đấy. Tức là câu vận dụng cao của đề thi giữa kỳ. Video của thầy kết thúc tại đây. Các em hãy đăng ký kênh ủng hộ thầy. Cảm ơn các em.